Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương Cao Bằng tổ chức hội nghị phổ biến Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Hội nghị đã giới thiệu nội dung mục đích ý nghĩa Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Trung Quốc, công tác hỗ trợ thương nhân, hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư qua biên giới, cũng như việc phát triển dịch vụ hỗ trợ thương mại tại cửa khẩu. Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Trung Quốc có 16 điều, được Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc ký kết ngày 12 tháng 9 năm 2016. Theo hiệp định, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, áp dụng các biện pháp tích cực khuyến khích, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới phát triển lành mạnh, liên tục, ổn định, tăng cường xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao khả năng thông quan hàng hóa của các cửa khẩu biên giới và khu điểm chợ biên giới. Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hữu quan của nhau tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật mỗi nước.